Dạ, em xin chào cô chú anh chị và bạn. Hôm nay em giới thiệu cái bi cầu M5 là gắn cho những xe mà bắt đầu từ rim Việt Nam trở lên nha cô chú anh chị. Thì bi cầu đặc điểm nó là không có liên quan tới cái pha của cô chú anh chị, nghĩa là ánh sáng gơm hay xong là do cái bi này, nghĩa là nó không quan trọng là cái pha cô chú anh chị, nghĩa là nó bắn trực tiếp từ cái bi cầu này ra và ánh sáng cắt. Và ánh sáng mình test là có thể là đạt với 4 lần so với ánh sáng zin cô chú anh chị, và nó rất là ok. Bi cầu nó rất là đẹp cô chú anh chị, nó sẽ mắc hơn cái bóng kia. Bóng thường bi không có bi cầu á là khoảng tầm 25.000, nhưng mà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Thì mình nó xài được luôn điện bình điện máy, và đặc biệt là cót trắng pha vàng là xài tự nhận điện mà xài, nghĩa là điện bình điện máy. Mình khuyên cô chú anh chị cứ để zin đường điện, nó bắt đầu từ rim Việt Nam trở lên là ok, không có thích hợp cho rim Thái đổ về nha cô chú chị, không thích hợp cho rim Thái đổ về, trừ khi rim Thái mà cô chú anh chị chuyển thành lửa 6 cục á thì ok. Mình sẽ test cho cô chú anh chị xem cái ánh sáng nè. Mình đang sử dụng trên cái xe đời cũ nè nha cô chú anh chị. Đây, mình đảm bảo khi cô chú anh chị nhận được cái bóng bi cầu này nè, được cái bóng chính hãng. Cô chú anh chị đừng có so sánh với những cái bóng mà người ta nói là chính hãng mà nhiều anh em gửi mình từ Shopee. Thứ nhất là những cái bugi, tại vì bản thân cái bugi á mình bán lẻ mình không ship, mà Shopee người ta ship là chứng tỏ phải có vấn đề, tại vì ship vậy là nó mất nhiều chi phí lắm. Mà các bạn mua rất là lầm, nhiều cái mình thấy là lá bố cũng bị lầm nè, và bóng đèn cũng bị lầm, và cái bugi Denso vẫn bị lầm. Rồi mình test cho ánh sáng cho các bạn xem nha. Thì bây giờ cũng chập tối rồi nha các bạn, tối rồi đó. Đây nè, ánh sáng đèn tối nha các bạn. Mình vỡ phá lên nè, mình bật điện nè. Rồi nha, các bạn thấy nè, mở phá lên, bật điện, xi nhan đâu có. Mà đèn chưa cháy nha các bạn, và mình sẽ nổ lên cho các bạn xem nè. Đây, là cái ánh sáng cắt một vệt luôn nha các bạn, đây nè. Các bạn thấy rất là đẹp nha, cốt trắng pha vàng. Đây nè, mình bật nè, ánh sáng nghĩa là nó không có liên code, nó không có liên quan tới cái pha của bạn, nó đẩy trực tiếp từ cái bi ra, nghĩa là nó cắt liền, cắt một cái vệt dài cho các bạn, rất là chuẩn nha. Mình bật cho các bạn xem nè, đây rất là chuẩn. Và pha nè, rất là chuẩn các bạn. Mình đảm bảo với các bạn khi mà nhận được bi cầu trên tay là sẽ hài lòng, đặc biệt là cái hàng xịn thì nó rất là bền nha các bạn.